là con là trưởng ban mục vụ của giáo hạt đây. Thì ý của Đức Cha cũng vậy, tức là mỗi một giáo hạt có cái ban truyền thông, và các giáo xứ phải có người truyền thông của giáo xứ đó. Thì xin các cha ở các giáo xứ là lưu ý cho con một hoặc hai người danh sách về phục vụ truyền thông của giáo hạt này của giáo xứ của mình. Thì giáo xứ ở trong hạt chúng ta thì giờ con tài tức là trưởng ban truyền thông của hạt, rồi không anh Tài thì giáo xứ Hà Đông đó, thì đây anh Tài, đây anh Tài, đây là giáo xứ Hà Đông đây đó, thì anh sẽ liên hệ với các cha để xin các cha cho người để có danh sách chính thức vào cái ban truyền thông chung của giáo hạt nha. Xin giới thiệu anh Tài đây, xin các cha nếu anh có liên hệ thì các cha vui lòng kiếm một hai người ở trong giáo xứ làm truyền thông để có thể viết bài hoặc là đưa những hình ảnh của giáo xứ của chúng ta qua ban truyền thông của